Đây, chị căn nhà phố vườn 1 trệt 2 lầu, góc hai mặt tiền đường của mình ngày hôm nay là có mặt tiền là đường này là đường H7 anh chị này. Đường này lộ giới là 16 m, thông nối dài luôn anh chị nha. Hướng này là mình đi tới khu vực Clubhouse, hồ bơi này và ra thẳng cái trường quốc tế MRC đó anh chị. Còn mặt tiền thứ hai là tuyến này. Tuyến này mình đi khoảng cỡ 100 m ra thôi là mình sẽ tới ngay sông Vàm Cỏ Đông. Thì dọc theo sông Vàm Cỏ Đông thì chủ đầu tư bố trí theo thêm cả cái công viên ven sông anh chị nhá. Buổi sáng thì mình có thể chạy ra đó, mình chạy thể dục rất là mát luôn. Đó, căn nhà phố 1 trệt 2 lầu, góc hai mặt tiền đường anh chị ạ. Đó, hướng bên này thì mình có thể đi thẳng ra ở bên này này, ngay cổng kia thì bên kia chính là phân khu The Pearl rồi anh chị nhé. Phân khu The Pearl là phân khu thấp tầng cao cấp cuối cùng tại khu đô thị Waterboy và dự kiến là sẽ mở bán trong thời gian sắp tới anh chị ạ. Đây, căn nhà của mình thì có kết cấu là 1 trệt 2 lầu, có diện tích khuôn viên là ngang 9 anh chị nhé, ngang 9 đó, ngang 9 sâu là 15 và vì là vạt góc này, do vị trí góc nên là sẽ bị vạt góc anh chị nhé. Và diện tích khuôn viên của mình sẽ là 127 m². Đây, có số nhà là 156 anh chị nhé. Đó, thì đây là bên trong khuôn viên căn nhà anh chị ha. Đây thì đây là không gian đỗ xe, thì ở đây chủ đầu tư đã đổ bê tông cái phần khu vực đỗ xe hơi rồi anh chị này. Ở trên thì có mái che sẵn à. Đó, bên này thì sẽ là không gian sân vườn và có cả là khoảng trừa bên hông luôn anh chị nhé. Đây, mình sẽ đi vào trong căn nhà. Đây là không gian bên trong căn nhà, hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong anh chị ha. Thì ngay khi mà bước vào cái cửa chính của mình á, thì cửa mình sẽ là cửa chống cháy nha. Cửa chống cháy có vân tay và bắt buộc này. À, đây thì bên cạnh của cửa chính khi bước vào thì mình sẽ có ở đây là nhà vệ sinh và đây là khu vực cầu thang ha. Ở dưới cầu thang thì theo gợi ý của chủ đầu tư thì mình sẽ bố trí là phòng phòng kho, còn bên này thì sẽ là một phòng ngủ này. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng, nếu mình không ở quá nhiều thế hệ thì mình có thể không thiết kế phòng ngủ ở đây để không gian sinh hoạt có thể rộng hơn ở bên dưới này anh chị ha. Đối diện thì mình sẽ ở là không gian phòng bếp ở đây. Và ngay đây thì sẽ là khu vực bàn ăn. Đó, có cửa đi ra bên hông anh chị. Và đây sẽ là không gian phòng khách. Có cửa lùa rất là rộng luôn. Phòng khách nhìn trực diện ra cái khu vực sân vườn phía trước. Thì đối với khu vực này thì mình có thể làm bố trí là hòn non bộ này, tiểu cảnh hoặc là hồ cá koi anh chị ha. Đó, ở đây thì mình sẽ có cửa lùa đi ra bên hông căn nhà. Đây. Lối chừa 1,5 m anh chị nhá. Này. Thì đối với căn nhà phố vườn ngày hôm nay thì có diện tích sử dụng của mình lên tới là 208 m² anh chị ạ. Rất là lớn luôn, như vậy là nó lớn hơn cả biệt thự đơn lập. Biệt thự đơn lập thì có diện tích sử dụng khoảng 180 m². Và căn nhà phố vườn của mình thì có diện tích sử dụng lên tới là 208 m² nha. Lớn hơn cả biệt thự đơn lập luôn. Và đây là không gian lầu 1 anh chị này. Đây. Trên này thì mình sẽ làm được hai phòng ngủ anh chị ạ. Hai phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng bên trong. Đây sẽ là phòng ngủ thứ nhất này. Có nhà vệ sinh ở phía bên này. Đó, và bên này sẽ là chỗ ngủ, phòng ngủ và có hai cái cửa sổ luôn. Bên này sẽ ở giữa này sẽ là không gian sinh hoạt chung và có ban công bên hông. Hướng này thì hướng ở ban công này sẽ là hướng đông bắc anh chị nha. Hướng này sẽ là hướng đông bắc. Đó. Đây, hướng này mình sẽ đi thẳng xuống cái công viên ven sông này. Sông Vàm Cỏ Đông luôn anh chị. Đó, đối diện thì cư dân về ở rất là nhiều rồi. Hướng này thì mình đi thẳng là ra qua Riviera 1 và tới khu vực Clubhouse, hồ bơi. Đó. Hướng này thì mình đi thẳng là thì sẽ ra công viên trung tâm rộng 25 hectare luôn nha. Đó. Bên này thì sẽ là một phòng ngủ master này, có nhà vệ sinh riêng bên trong ở hướng bên này và có ban công. Hướng này là hướng đông nam nha, hướng chính đông nam luôn, ban công hướng đông nam rất là mát luôn. Đây, bên kia thì sẽ là phân khu The Burn đó anh chị.
Mình sẽ đi lên trên lầu 2 vậy ha. Và đây là không gian lầu 2. Thì đối với không gian lầu 2 này thì mình có thể là làm một phòng ngủ này, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, hoặc là mình có thể làm phòng đọc sách, phòng thờ, hoặc là phòng tập gym ấy chị nhá. Đó thì ở không gian lầu 2 này thì mình sẽ có thêm một cái không gian là sân thượng này, rất là rộng luôn. Phía sau của mình thì sẽ là những cái căn biệt thự đơn lập một trệt một lầu, cho nên là căn nhà của mình, nhà phố vườn của mình một trệt hai lầu thì sẽ rất là thoáng luôn. Đó, mình sẽ đón được cái gió của sông Vàm Cỏ Đông rất là mát luôn anh chị nhá. Cái sân thượng này thì rất là rộng, mình có thể bố trí làm sân phơi này, hoặc là làm các cái tổ chức các cái tiệc nướng BBQ đấy anh chị. Bên này thì sẽ là ban công nhìn trực diện này, hướng đông nam rất là mát luôn. Đây phía trước mình có thể thấy căn nhà này chủ nhà đã về ở này, bên cạnh của mình cũng đã có cư dân về ở luôn rồi. Đó. Hướng này đi thẳng là ra công viên trung tâm 25 hectare luôn. Đó, bên này là phân khu Đờ Bơn. Phân khu Đờ Bơn là phân khu thấp tầng cao cấp cuối cùng tại khu đô thị Waterboy, và dự kiến là sẽ mở bán trong thời gian sắp tới đó anh chị nha. Đó, thì Quỳnh thông tin lại cho anh chị mình là căn nhà phố vườn ngày hôm nay có số nhà là số 156, nằm trên trục đường H7, rộng 16 m, thông nối dài. Và căn nhà của mình có diện tích khuôn viên là 9 x 15. Và vì việc vạt góc cho nên là mình sẽ còn diện tích sử dụng, diện tích khuôn viên là sẽ còn là 127 m², và diện tích sử dụng của mình là 208 m² anh chị nha, lớn hơn cả biệt thự đơn lập. Và căn này hiện tại chủ nhà đăng ký gửi lại với mức giá là 6 tỷ 3 anh chị nha, 6 tỷ 3. Một mức giá cực kỳ tốt luôn. Thì anh chị nào đang quan tâm tới căn nhà phố vườn ngày hôm nay thì có thể liên hệ trực tiếp với Văn Quỳnh Bất Động Sản, thì Văn Quỳnh sẽ hỗ trợ anh chị mình xuống xem nhà thực tế, cũng như là tìm hiểu toàn bộ khu đô thị Waterboy luôn anh chị ha. Rồi thì Quỳnh sẽ kết thúc video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video sau.